nhằm phục vụ cho việc thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 phía đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải triển khai tổ chức giao thông tại khu vực này. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Ngô Văn Năm, quận 1, bị rào chắn một phần mặt đường để phục vụ thi công. Người dân khi đi qua khu vực trên phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông.